cả các em. Cô là giảng viên Oanh, giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Thanh. Hôm nay cô đồng hành cùng các em trong tiết học này. Như các em đã biết, trong bài Đại cáo Bình Ngô, Nguyễn Trãi đã khẳng định: như nước Đại Việt ta từ trước cũng xưng nền văn hiến đã lâu, và tuy mảnh yếu từng lúc khác nhau, trong hào kiệt đời nào cũng có, dân tộc ta tự hào có một nền văn hiến lâu đời, cũng tự hào đời nào cũng có những anh hùng hào kiệt. Vậy những người hiện tại có tầm quan trọng như thế nào? Hôm nay cô trò chúng ta cùng đến với văn bản "Hiện tài là nguyên khí của quốc gia", trích bài kỷ đề danh tiến sĩ Khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba của tác giả Thân Nhân Trung. Bài học hôm nay của chúng ta cần đạt những mục tiêu sau. Thứ nhất, về kiến thức, các em cần nắm được hiện tài là nguyên khí của quốc gia, mối quan hệ giữa hiện tài và vận mệnh nước nhà. Thứ hai, ý nghĩa của việc khắc bia tiến sĩ. Ba, cách lập luận, kết cấu chặt chẽ, sử dụng ngôn ngữ chính luận. Về kỹ năng, rèn cho các em kỹ năng đọc hiểu văn chính luận theo đặc trưng thể loại. Bài học của chúng ta gồm có 4 nội dung. Phần 1 lớn, ta đọc hiểu về tác giả, thể loại, tác phẩm. Phần 2, đọc hiểu về vai trò hiện tại đối với đất nước, ý nghĩa của việc khắc bia tiến sĩ. 3 lớn, tổng kết. Và 4 lớn, luyện tập. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng đi vào phần 1 lớn, tìm hiểu chung. Trước hết chúng ta tìm hiểu về tác giả Thân Nhân Trung. Cô mời các em xem một đoạn phim sau. Những nét chính về tiến sĩ Thân Nhân Trung và câu nói "hiện tại là nguyên khí quốc gia". Thân Nhân Trung sinh năm 1419, mất năm 1499, người xã Yên Ninh, huyện Yên Dũng, nay là thôn Yên Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông làm quan đến chức lại bộ thượng thư, trưởng Hàn Lâm Viện kiêm đồng các đại học sĩ, nhập nội phụ chính, tế tiểu quốc tử giám, được vua Lê Thánh Tông mời vào cung dạy học cho các hoàng tử, nhà thơ tài năng trong hội Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú, và được vua Lê Thánh Tông phong là phó đô nguyên súy. Thân Nhân Trung đỗ đại khoa năm 1469, lúc ông đã trên 50 tuổi, là khá muộn so với nhiều người khác. Ông đã mất phải gần 40 năm mới đạt được học vị cuối cùng của khoa cử phong kiến. Tuy muộn nhưng ông lại gặp may, có một sự kiện quan trọng có tác dụng quyết định cuộc đời hoạt động giúp nước của Thân Nhân Trung. Đó là việc Lê Thánh Tông lên ngôi hoàng đế, mở ra một thời kỳ thịnh đạt mới trong sự nghiệp nhà Lê, đồng thời cũng tạo điều kiện cho Thân Nhân Trung có cơ hội phát huy tài năng và hoài bão của mình. Dưới triều Lê Thánh Tông, nhà nước phong kiến độc lập Việt Nam bước vào một thời kỳ phát triển mới, trong đó mọi mặt, chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục đều đạt tới đỉnh cao. Cuộc gặp gỡ giữa minh quân Lê Thánh Tông và lương tướng Thân Nhân Trung quả không phải là điều dễ gì trong cuộc đời một con người, nhất là dưới chế độ phong kiến, và đây là một bước ngoặt quyết định sự nghiệp của Thân Nhân Trung. Từ đây, ông sẽ mang hết tâm lực. Qua đoạn phim, chúng ta cũng biết một phần về tác giả Thân Nhân Trung. Các em cần nắm vững những kiến thức sau. Thân Nhân Trung sinh năm 1418, mất năm 1499. Từ là hầu phủ, người làng Yên Ninh, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Năm 1469, ông đỗ tiến sĩ và là người nổi tiếng văn chương, được Lê Thánh Tông tin dùng cho vào hầu văn bút và được phong Tao Đàn phó nguyên súy. Các em thân mến, văn học trung đại Việt Nam đa dạng về thể loại: thơ đường luật, phú, cáo, chiếu, biểu, thịch, vân vân. Vậy bài "Hiện tài là nguyên khí của quốc gia" là thuộc thể loại gì? Ta sang phần 2 nhỏ, thể loại. Văn bản này thuộc thể văn bia, đó là những bài văn khắc tên bia đá nhằm để ghi chép những sự kiện trọng đại hoặc tên tuổi cuộc đời của những người có công đức lớn để lưu truyền cho đời sau. Bây giờ ta sang phần 3 nhỏ, tác phẩm. Trước hết chúng ta tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác. Cô mời các em cùng xem đoạn phim sau. Thank you.
Dưới triều đại Lê Sơ, nho học được triều đình chú trọng. Điều đó được cụ thể hóa bằng các khoa thi tuyển chọn người tài. Tinh thần khoa cử và thái độ trọng giáo dục, trọng hiền tài thời Lê còn được thể hiện bằng việc dựng bia đá vinh danh các vị đỗ tiến sĩ qua các kỳ thi. Từ ngày kiến lập vương triều, triều đình ta đã tổ chức nhiều khoa thi tuyển chọn người tài cho đất nước. Nhưng hình như trẫm thấy việc vinh danh người tài vẫn chưa được quan tâm đúng mực. Bẩm bệ hạ, chẳng phải hồi năm 1442, Đức Thái Tông đã sai soạn văn bia, dựng bia ghi tên các tiến sĩ đó sao ạ? Có điều tới nay vẫn chưa được thực hiện. Đúng là như vậy. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, phải thực hiện sớm việc này, không những để vinh danh người tài mà còn là tấm gương cho đời sau học tập. Dạ, bệ hạ nói phải ạ. Bẩm bệ hạ, việc dựng văn bia ghi danh các tiến sĩ đỗ đạt, thần đã phân công các bộ phận tiến hành làm việc rồi ạ. Tốt lắm, làm đúng kế hoạch nhưng nhất định không được qua quýt. Bia đá khắc ghi để tới ngàn đời sau nên phải cẩn trọng từng phiến đá, từng chữ trên bia đến từng họa tiết. Các khanh đã rõ chưa? Dạ bẩm bệ hạ, chúng thần có cắt cử nhau giám sát rất chặt chẽ nên xin bệ hạ hãy yên tâm. Việc soạn văn bia, chấm đã giao cho Đỗ Nhuận và thân nhân chung cùng nhau chia soạn bài văn ký. Khi khắc in ghi danh các tiến sĩ thì sẽ đồng thời khắc in cả bài văn ký để bố cáo cho thiên hạ và con cháu đời sau được biết. Chúng thần tuân lệnh. Qua đoàn phim, chúng ta đã biết bài văn được tác giả soạn vào năm 1484 theo lời của Lê Thánh Tông. Bài hiện tại là nguyên khí của quốc gia được trích trong bài ký đề danh tiến sĩ Khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ 3. Đây là bài văn bia có trong 82 bài văn bia ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Và bài hiện tại là nguyên khí của quốc gia được xem như một lời giới thiệu chung cho 82 văn bia này. Vậy bài văn bia này có bố cục như thế nào? Ta đi vào phần B, bố cục. Bài văn có thể chia làm hai phần. Phần 1, từ đầu đến vẫn cho là chưa đủ. Bàn về vai trò của hiện tại đối với quốc gia. Phần 2, phần còn lại, bàn về ý nghĩa của việc khắc bia ghi danh tiến sĩ. Vậy chúng ta muốn hiểu biết về nội dung và nghệ thuật của văn bản. Bây giờ ta đi vào phần 2 lớn, đọc hiểu văn bản. Trước hết chúng ta đọc hiểu về vai trò của hiện tại đối với quốc gia. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 31, chúng ta đọc văn bản. Tôi dẫu nông cạn vùng về nhưng đâu dám từ chối, xin kính cẩn chắp tay cúi đầu mà làm bài ký rằng hiện tại là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp. Vì thế các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên. Kẻ sĩ quan hệ với quốc gia trọng đại như thế, cho nên quỷ chuồng kẻ sĩ không biết thế nào là cùng. Đã yêu mến cho khoa danh lại đề cao bằng tước trật, ban ân rất lớn mà vẫn cho là chưa đủ. Lại nêu tên ở tháp nhàn, ban cho danh hiệu Long Hổ, bày việc văn hỷ, triều đình mừng được người tài, không có việc gì không làm đến mức cao nhất. Bàn về vai trò của hiện tại đối với quốc gia, tác giả khẳng định hiện tại là nguyên khí của quốc gia. Vậy câu nói này có nghĩa như thế nào? Trước hết, hiện tại là người tài cao, học rộng, có đạo đức. Nguyên khí là khí chất, hạt nhân làm nên sự sống còn và phát triển của sự vật. Như vậy, câu nói có nghĩa là những người học rộng tài cao, đạo đức tốt là cốt khí, là sức mạnh nội tài của quốc gia, quyết định sự tồn tại và phát triển của đất nước. Câu nói là một nhận định có tính chất như một chân lý của ngàn đời để lại. Xác định được, tác giả tiếp tục phân tích. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp. Bằng sự so sánh đối chiếu rất ngắn gọn,
Thân Nhân Trung cho chúng ta hiểu rằng hiện tại là trụ cột của nước nhà, quyết định sự thịnh suy của đất nước. Đúng vậy, hiện tại ảnh hưởng đến sự thịnh suy của đất nước, hưng phế của các vương triều, bởi họ là tinh khí của dân tộc, là tinh hoa của trời đất, để tinh hồi tụ mà thành. Họ là những vị tinh tú trên trời cao nên luôn hướng về ngôi Bắc Thần. Họ có mối liên hệ mật thiết với sự thịnh suy của đất nước. Xác định được vai trò quan trọng của hiện tại như thế, nên các đấng minh vương luôn đề cao sự trọng đại các hiện tại. Trước hết là bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí. Cho khoa danh nghĩa là đề cao danh tiếng, đề cao bằng tước trật, tức là phong chức tước, cấp bậc. Nêu tên ở tháp nhàn, tức là ghi tên ở bảng vàng. Ban cho danh hiệu Long Hổ, nghĩa là phong tiến sĩ. Bày biện văn hỷ, nghĩa là ban tiến tiệc. Hiện tại được ví như một loài cây quý nên phải thường xuyên được chăm sóc, vun trồng. Hiện tại chính là rương cột của đất nước nên phải được tinh tròn. Đó là việc làm ưu tiên trước hết. Với phép tu từ liệt kê, Thân Nhân Trung cho chúng ta thấy chính sách đãi ngộ người tài rất hậu hĩnh của các đấng minh quân. Như vậy, ở trong phần 1 của văn bản, tác giả đã rất tài tình dùng cách nói khẳng định, phân tích, so sánh, liệt kê nhằm để khẳng định người tài đức có vai trò rất quan trọng đối với đất nước. Đó là bảo vật, là tài sản vô giá của quốc gia. Lòng quý trọng nhân tài thể hiện ở việc phát hiện, nâng niu, đối đãi người tài. Đối đãi nâng niu bao nhiêu, các đấng minh vương vẫn cho là chưa đủ, vẫn cho là chưa tương xứng với vai trò tầm quan trọng của họ đối với đất nước. Chính vì vậy, nhà vua Lê Thánh Tông mới khẳng định rằng cần phải khắc bia ghi danh tiến sĩ để ý nghĩa như thế nào. Ta đi sang phần 2, ý nghĩa của việc khắc bia. Viết về ý nghĩa của việc khắc bia, tác giả viết trong 3 đoạn văn còn lại. Ý nghĩa thứ nhất, tác giả khẳng định trong đoạn văn thứ nhất của phần 2. Đó là dùng để khuyến khích nhân tài, khiến cho kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn, hâm mộ, rèn luyện danh tiết, cặp sức vượt vua. Ta sẽ đọc đoạn văn thứ nhất. Nay Thánh Minh lại cho rằng, chuyện hay việc tốt tuy có một thời lừng lẫy, nhưng lời khen tiếng thơm chưa đủ lưu vẻ sáng lâu dài. Cho nên lại dừng đã đề danh đặt ở cửa hiền quan, khiến cho kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn, hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua. Hạ chỉ là chuồng văn xuông, tham tiếng hảo mà thôi đâu. Như vậy, đối với hiện tại, bia đá sẽ giúp lưu vẻ sáng lâu dài. Hơn nữa, việc này sẽ khiến cho việc khen thưởng của các đấng minh quân hiện tại không phải là văn xuông tiếng hảo. Hiện tại sẽ phấn khởi bởi tài năng của mình được đấng chí tôn ghi nhận, được đời người biết đến. Từ đó họ có ý thức gìn giữ phẩm cách và tu dưỡng tài năng, hết lòng báo đáp quân vương. Tấm bia có ý nghĩa như một tấm gương soi. Ý nghĩa thứ hai là gì các em? Chúng ta cùng đọc đoạn văn tiếp theo. Ôi, kẻ sĩ trốn trường ốc lều tranh, phần thật nhỏ mòn mà được triều đình đề cao rất mực như thế, thì họ phải làm thế nào để từ trong tấm thân mà ra sức báo đáp? Ý nghĩa này được gói gọn trong một câu văn rất ngắn, với câu hỏi tu từ mở đầu thản từ ôi. Đó phải chăng là một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng mà nắm rắn rỏi của tác giả đối với những người đã được thay danh đổi phần? Đúng vậy, từ những kẻ ở lều tranh phần thật nhỏ mòn, họ được triều đình để ý tới và rất mực đề cao. Chính vì vậy, họ thấy cần phải cống hiến hết tài năng của mình để báo đáp hoàng ân. Người sĩ tử ngày xưa đi thi được ví như vượt vũ môn. Cửa ải tuy gian nan nhưng sẽ một bước cả đẹp quả rồng. Đó là động lực
mà người đời phấn đấu mong được thay danh đổi phần, không chỉ cho bản thân, gia đình mà cho cả dòng tộc muôn đời, nhiều đời. Vì vậy, tấm bia giúp kẻ sĩ từ trong tấm thân mà ra sức báo đáp. Còn ý nghĩa thứ ba, tác giả viết trong đoạn văn còn lại, ta đọc văn bạn. Hãy đem họ tên những người đỗ khoa này mà điểm lại. Có nhiều người đã đem văn học, chính sử ra tô điểm cho cảnh trì bình suốt mấy chục năm, được quốc gia tin dùng. Cũng không phải không có những kẻ vì nhận hối lộ mà hư hỏng hoặc rơi vào hàng ngũ bọn gian ác. Có lẽ vì lúc sống họ chưa được nhìn tấm bia này. Ví thử, hồi đó được mắt thấy thì lòng thiền tràn đầy, ý xấu bị ngăn chặn, đâu còn dám nảy sinh như vậy được. Thế thì việc dừng bia đá này ích lợi rất nhiều. Kẻ ác lấy đó làm răm, người thiền theo đó mà gắng, dẫn việc dĩ vãng, chỉ lỗi tương lai. Vừa để rèn rũa danh tiếng cho sĩ phu, vừa để củng cố mệnh mạch cho nhà nước. Thánh thần đặt ra đâu phải là vô dụng, ai xem bia nên hiểu sau này. Thân nhân Trung đã chỉ ra một thực tế, đó là có người đem văn học, chính sự tô điểm cho cảnh trì bình, xứng đáng với danh vị và thần thưởng cao quý vua đã ban. Nhưng cũng có những kẻ nhận hối lộ, hư hỏng hoặc rơi vào hàng ngũ kẻ gian ác. Kém à, chốn quan trường có nhiều vinh hoa phú quý, nhiều trách nhiệm lớn lao. Kẻ bị cám dỗ bởi vinh hoa phú quý là kẻ tài hèn đức mỏng. Còn người giữ được danh giá hiền tài là người quân tử bền chí, xứng đáng được ca tụng muôn đời. Như vậy, một mặt thân nhân Trung thán phục ca ngợi những người quân tử, mặt khác ông thẳng thắn chỉ trích kẻ tài hèn đức mỏng bị danh lời làm cho tha hóa hiện chất. Như vậy, tấm bia đá đã góp phần ngăn cản tình trạng tha hóa, khuyến thiện trừ ác, làm tấm gương cho đời đời. Không những thế, tấm bia còn giúp cho nước nhà được hưng thịnh, bền vững, lâu dài. Với phép tu từ liệt kê trùng điệp đối lập, tác giả Thân Nhân Trung giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tính thần trọng người tài của Bác Đấng Minh Vương và khuyến khích nhân tài để đất nước bền vững, hưng thịnh. Như vậy, trong phần 2 này, tác giả cũng tiếp tục sử dụng phân tích, so sánh, liệt kê. Kết hợp với dùng từ cảm thán, câu nghi vấn, tác giả khẳng định rằng việc dừng bia ghi danh tiến sĩ vừa có ý nghĩa lịch sử to lớn, vừa có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, và đặc biệt là để giữ gìn vận mệnh của đất nước. Cô mời các em cùng xem đoạn phim sau. 82 tấm bia nằm đối xứng ở hai bên giếng Thiên Quang. Bia tiến sĩ bắt đầu được khởi dựng năm 1484 dưới triều vua Lê Thánh Tông, kéo dài đến năm 1779. Tổng cộng có tất cả 81 bia tiến sĩ triều Lê và một bia tiến sĩ triều Mạc. Bia tiến sĩ đặt trên rùa đá, làm từ đá xanh, được mang từ các địa phương trong nước. Mỗi văn bia là một khoa thi. Những ai đỗ tiến sĩ đều có tên, danh tính, quê quán được khắc trên bia. 82 tấm bia làm nên một bức tranh tổng thể diện mạo của nền văn hóa Việt Nam kéo dài suốt 3 thế kỷ, bao gồm văn học, điêu khắc, hội họa, mỹ thuật và chủ yếu là lịch sử. Các nhà nghiên cứu khoa học đều đồng nhất quan điểm, khu vườn bia là khu vực có giá trị nhất trong tổng thể kiến trúc văn miếu. Nó là những bằng chứng xác thực từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18. Cả một trường kỳ lịch sử từ thời kỳ Lê Sơ đến Lê Mạc cho ta thấy lịch sử văn hóa giáo dục cũng như biến đổi về nghệ thuật. Căn cứ vào những hình thái nghệ thuật thay đổi, hình rồng, phượng, chim muông, hoa lá được chạm khắc trên bia giúp cho ta hiểu được tư duy mỹ học suốt thời kỳ gần 300 năm lịch sử. Trên bia đá, không chỉ có những vị đỗ tiến sĩ ở các khoa thi, mà ngay cả những người thợ khắc chữ, chạm, người viết, người sửa cũng đều có tên trên bia tiến sĩ lưu truyền hậu thế.
Đây là những tư liệu văn tự nguyên gốc, độc bản, duy nhất, chỉ có một nên hết sức quý giá. Những tư tưởng triết học, sử học và trên hết là đề cao vai trò vị trí của hiền tài, kẻ sĩ được thể hiện trên mỗi văn bia. Ngay từ tấm bia đầu tiên, dựng năm 1442, các bậc đại nho đã có ý dựng bia vừa để công danh còn mãi đến muôn đời, vừa để sự nghiệp soi sáng cho ngàn thuở, khẳng định tư tưởng hiền tài là nguyên khí của quốc gia xuyên suốt 3 thế kỷ. Nhưng đồng thời cũng nhắc nhở, khuyên dân người đỗ đạt phải rèn mình cho xứng với kỳ vọng của quốc gia. Cho đến nay, bài học đó vẫn vẹn nguyên giá trị, nổi bật lên một tinh thần rất cao của dân tộc. Phi trí bất hưng, không có trí tuệ thì không thể phát triển được. Dựng bia đá là cách thức để cha ông ta biểu xương người hiền tài và khuyến khích nhân dân học tập. Khuyên dân những người đã thành đạt giữ mình trong sạch, tránh làm điều xấu, có hại cho dân, cho nước. Bia tiến sĩ có tác động xã hội to lớn đối với người đương thời và hậu thế. Được vinh danh trên bia đá là niềm khích lệ lớn lao trong học tập và rèn luyện để trở thành người có ích cho đất nước và xã hội. Với những nội dung và ý nghĩa như vậy, bia tiến sĩ đã biến thành biểu tượng của nền văn hiến, của sự thành đạt và trí tuệ của Việt Nam. Bên cạnh giá trị về thông tin, địa lý, qua những tấm bia này còn cho chúng ta biết sự du nhập của Khổng giáo vào Việt Nam và được biến đổi phù hợp với văn hóa tư tưởng Việt Nam. Một trong những tư liệu ghi lại đầy đủ như một bức tranh sinh động về việc tuyển dụng và đào tạo nhân tài ở Việt Nam. Không chỉ đơn giản là những tấm bia ghi danh những nhân tài mà còn có những giá trị khác về... Giờ chúng ta cùng hệ thống lại những giá trị về nội dung và nghệ thuật của bài văn bia. Qua đoạn phim vừa rồi, vai trò của hiền tài được khẳng định, đặc biệt ý nghĩa quan trọng của việc khắc bia ghi danh tiến sĩ. Bây giờ chúng ta cùng hệ thống nghệ thuật và nội dung của văn bản hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Trước hết về nghệ thuật, giàu chất hùng biện, có sức thuyết phục cao, lập luận rõ ràng, mạch lạc chặt chẽ, liệt kê trùng điệp đối lập, bút pháp rắn rỏi, cô đồng xúc tích, hành văn trang trọng, lời lẽ sắc sảo, thấu tình đạt lý. Về nội dung, bài văn khẳng định vai trò quan trọng của hiền tài và ý nghĩa to lớn của việc khắc bia ghi tên tiến sĩ. Người xưa có câu, phi trí bất hưng, nghĩa là không có trí thì không thể hưng thịnh và phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng dạy, có tài mà không có đức là vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Hiện nay, nhà nước ta cũng đã có nhiều chính sách khuyến học, khuyến tài, thể hiện sự trân quý của những người hiền tài để xây dựng đất nước. Trong thời đại công nghệ 4.0 này, chúng ta rèn đức luyện tài thôi chưa đủ, cần phải trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để trở thành những người hiền tài trong thời đại mới. Để củng cố cho bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng làm một bài tập sau đây. Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi ở dưới. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp. Vì vậy, các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén tròn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên. Kẻ sĩ quan hệ quốc gia trọng đại như thế, cho nên quý chuồng kẻ sĩ không biết thế nào là cùng, đã yêu mến cho khoa danh lại đề cao bằng được trật. Ban ân rất lớn mà vẫn cho là chưa đủ, lại nêu tên ở tháp nhàn, ban cho danh hiệu long hổ, bày tiệc văn hỷ. Triều đình mừng được người tài,
không có việc gì không làm đến mức cao nhất. Trích hiện tại là nguyên khí của quốc gia, thân nhân trung. Câu hỏi 1, nêu nội dung chính của ngữ liệu. Câu hỏi 2, giải thích từ hiện tại, nguyên khí trong văn bản. Câu hỏi 3, xác định và nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ của pháp chủ yếu trong văn bản. Đây là bài tập thuộc dạng đọc hiểu. Em đọc kỹ ngữ liệu và trả lời đúng câu hỏi một cách ngắn gọn nhất. Sau đây là phần gợi ý của cô. Câu 1, nội dung chính của ngữ liệu là vai trò của hiện tại đối với đất nước. Câu hỏi 2, từ hiện tại, nguyên khí trong văn bản có nghĩa là hiện tại, người có tài, có đức, tài cao, đức lớn. Nguyên khí là khí chất ban đầu làm nên sự sống còn và phát triển của sự vật. Câu hỏi 3, biện pháp tu từ của pháp chủ yếu trong văn bản là xét liệt kê. Bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí, cho khoa danh, đề cao bằng tước trật, nêu tên ở tháp nhàn, ban cho danh hiệu long hổ, bày tiệc văn hỷ. Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ. Thông qua phép liệt kê, tác giả cho ta thấy các thánh đế minh vương đã làm nhiều việc để khuyến khích hiện tại. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vì chỉ vang danh ngắn ngủi một thời lừng lẫy mà không lưu truyền được lâu dài. Bởi vậy mới có bia đá đề danh. Em thân mến, việc học hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em học tập thật tốt. Cô chào tất cả các em.